Thuyết giả sử giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử, người đọc Trân Châu. Hồi thứ 19, khi Đông Sơ ở trước phòng khách một mình với tên bộ hạ thì vào ra thơ thẩn, đứng nghĩ ngồi suy rồi thầm trách Thu Hà rằng: Thu Hà ơi, mi là con nhà đại gia vọng tộc, cũng tiếng một gái đức hạnh huyền quyên, sao mi nữ lem thoi lãng hạnh bạc tình mà phụ kẻ tình xưa nghĩa cũ, thế thì mi quên lúc lương đình hội ngộ đã cùng nhau căn dặn đến điều, thế thì mi quên lúc dưới nguyệt bên hoa đã cùng nhau nặng lời thể ước đó sao? Hay là mi tưởng ta là mắt trôi nổi theo chốn chân trời mặt biển, xa xôi khách trở quan hà, làm cho mi nhọc công than đợi năm chờ, cho nên mi dời lòng đối giả phải chăng? Hay là mi sợ cái sắc mi hương tàn phân lợn mà lỡ bề kết tóc xe tơ, nên mi vội giả kiếm nơi mà trao thân gửi phận? Hay là mi nghe người lời ngon lẽ ngọt, nỉ non tiếng quyển giọng kèn, làm cho mi xúc động tâm thần mà cầm lòng chắn đậu đó chăng? Nhưng mà sự đời đối lòng đối giả, mỗi ước dông tình của mi đây chẳng hề làm cho ta xúc động tâm thần chút nào, và đeo phiền chắc muốn chi hết. Ta chẳng hề để cái chi khí nam nhi này cho cái tình sắc dục kia nó buộc ràng kiềm chế. Thu Hà ơi, ta vì là chút tình thâm nghĩa trọng và những lời thể ước ngày xưa mà phải lướt bụi băng rừng xuống hang vào động, dẫu cho thiên lao giản khổ cũng chẳng từ nan. Vì dầu gặp cơn nguy hiểm thế nào thì ta cũng dám lấy một gan đỡm anh hùng mà đổi mạng sống này làm hy sinh. Ngõ cam một thác di tình, cho ân nghĩa vẹn tuyền thì cũng tỏi chi bình sanh, yên lòng sở nguyện. Thu Hà ơi, nhưng mà cái sở nguyện ấy là làm cho ta ngày nay tính lộn tưởng lầm mà đến đây, vậy thì ta cũng chịu khó trông cặp mắt hữu tình này lên, chờ đến ngày mai đặng coi cái người yếu điểu thuyền quyên là mi phối hiệp tơ duyên động phòng quê chút, giờ ta cũng vui lòng mà chúc mừng cho mi vợ chồng đặng bách niên giai lão, tùng nhất nhi chung, đặng từ nay sắp sau khỏi mang cái tiếng sĩ tiết ô danh rằng gái bạc mệnh lãng hạnh ấy nữa. Đông Sơ thầm trách như vậy một hồi, rồi lại nằm lên giường đương tầm tư nghĩ nghĩ, bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai rằng: Sự Thu Hà hứa hôn cùng Nhất Lang ấy thì việc còn khuất lấp, vì chưa thấy tận mắt mình nên mình nóng nảy hốt tốt mà trách người, vậy e chưa đúng nhầm công lý, phải để mà cùng suy tột nghĩ, đợi cho bằng cớ rõ ràng, chẳng nên nghe bốc một người mà dối giả buông lời trách cứ. Nếu thiệt rằng Thu Hà đem lòng lợt léo thì lỗi kia cho trách cũng đành, dí bằng chuyện chẳng như lời mà mình buộc một nỗi nặng nề cho kẻ liễu yếu đạo thơ, vậy chẳng là quan người tội nghiệp. Xét lại trong lúc anh nàng muốn ép Duyên Tơ Tóc mà gả cho Dương Bích ngày xưa, nàng còn chặt giả bền lòng quyết giữ một lời thủy chung cho trọn nghĩa, vì vậy nên nàng từ hôn chẳng chịu, phải ra thân lưu lạc giang hồ và trôi nổi theo lượn sông biển tình, kim chỗ ký túc thê thân, đặng lần lửa mà chờ ngày trùng phùng hối diễn. Nay chỉ nghe một lời Nhất Lang nói đó, song chưa gặp đặng mặt nàng, nếu mình tin dỗi nghe lầm thì sao cho phải một người trầm cơ thẩm đoán. Giả lại mình là một đấng trưởng phu hào hiệp mà chắc chi những chuyện độ lượng hẹp hòi, theo lẽ quảng đại nhân từ, nên ta chẳng nỡ để vậy mà điềm nhiên mặt thị. Nay trong lúc canh khuya vắng vẻ, ta xin thay mặt Thu Hà đặng lấy lẽ công bình mà kêu nại ít lời cho minh bạch. Cái tiếng ấy thỉnh thoảng bên tai vang vẳng, nghe càng sách hoạch rõ ràng, làm cho Đông Sơ đương lúc mơ màng giật mình mà tính lại, thì sao một tiếng lương tâm của Đông Sơ nói ra chứ chẳng phải người nào xa lạ. Cái tiếng lương tâm ấy cãi lấy một hồi, làm cho Đông Sơ tỉnh ngộ mà rõ đặng một cách chánh lý rõ ràng, và những sự thầm trách trộm nghi chấp chứa trong lòng bây giờ đã lần lần tan mất. Đó rồi Đông Sơ bước lại đứng giữa cửa sổ ngó ra, muốn kiếm Bạch Thu Hà đặng dò thám tình ý. Sông núi non mờ mịt chẳng biết nơi nào, sải nghe tiếng gõ cửa phía sau, ngó lại thì thấy Hoàng Nhất Lang chầm hầm bước vô, tay cầm một phong thư đi vừa nói: Xin lỗi cùng quan nhân,
tôi có một việc cần yếu muốn hỏi quan nhân, nên chẳng nể lúc đêm trắng canh khuya đến đây làm cho nhọc lòng quan nhân, xin quan nhân miễn chấp. Đồng sư nói, Túc Hạ muốn hỏi việc chi, xin hãy nói nghe, nếu tôi có thể đợi lao, thì tôi cũng sẵn lòng phủ ích. Niết Lan nói, tôi xin hỏi quan nhân một điều, khi quan nhân ở tại Đông Kinh, quan nhân có biết một người gái tên là Bạch Thu Hà chăng? Đồng sư nghe nói thì lấy làm lạ và tự nghĩ rằng, thế thì Niết Lan nghi ngại điều chi nên đến đây mà do thám tình ý. Nghĩ vậy rồi dai lại nói với Niết Lan rằng, phận gái là chỗ khuy môn bất xuất, cửa đóng then cài, xưa nay nam nữ bất thân, dễ chi mà rõ biết được người. Dù có biết, chẳng lẽ tôi buông lời thổ lộ? Niết Lan nói, vậy tôi xin tỏ thiệt cùng ân nhân, mới đây trẻ gia linh của tôi lượm đặng một phong thơ dưới hàng cổ tháp, đem trình cùng tôi chẳng rõ thơ chi, liền dở thơ ra xem thử, thì thấy thơ ấy gửi cho quan nhân, phía dưới có tên Bạch Thu Hà tự ký. Vì vậy nên tôi vội vã đến hỏi quan nhân cho rõ căn do. Nếu quan nhân nói rằng chẳng biết Bạch Thu Hà, thì thơ ấy ắt chẳng gửi cho quan nhân, và tôi phải giữ thơ này đặng chờ người nhận lãnh. Đồng sơ nghe nói thơ của Bạch Thu Hà gửi cho mình thì mừng rồi, dây lại nói với Niết Lan rằng, nếu quả thơ của Bạch Thu Hà thì tôi tỏ thiệt cùng Túc Hạ, người ấy là người đã gá nghĩa nhân duyên cùng tôi khi ở Đông Kinh, song tôi mắc việc quân vũ đa đoan nên chưa kịp tính bề hôn thú. Vậy nếu Túc Hạ vui lòng thì xin trao thơ ấy cho tôi xem thử. Niết Lan liền trao thơ cho Đông Sơ xem, thì thấy quả thơ của Thu Hà, song thơ ấy là thơ trước khi Thu Hà xuống thuyền qua Hải Ninh, thì đưa cho thơ đồng, đặng chờ Đông Sơ tuần dương trở về thì giao lại. Thơ ấy tự sự đã nói trước rồi, đây chẳng cần nhắc lại. Khi ấy Đông Sơ để trong túi áo, đến lúc lên thăm Sơn Động, rớt mất không hay, nên gia đình của Niết Lan lượm đặng. Đông Sơ xem rồi dai lại nói với Niết Lan rằng, phải, và người này là người tình nghĩa của tôi đã có thời thể ước, và gá nghĩa nhân duyên như lời tôi đã tỏ cùng Túc Hạ khi nãy đó vậy. Niết Lan nghe nói thì nheo mày và tự nghĩ rằng, nếu vậy thì tên Bạch Thu Hà trong thơ này với người mình sẽ cưới đây hẳn là một người chẳng sai. Nhưng sao em là nhị cô chẳng dò trong lóng đục, gạn hỏi sự tích cho rõ ràng, để làm lỡ nhân duyên của người, làm cho rẻ phụng lìa loan, vậy sao rằng phải? Hay là em mình thấy người thất thân lưu lạc mà có ý cậy thế ép duyên, rồi ẩn giữa tình nghĩa cùng Đông Sơ chẳng cho mình rõ, nay việc hiển nhiên bằng cớ, thì chẳng lẽ ta vì một gái ấy mà khóa lấp lương tâm và làm điều cưỡng hôn đoạt lý cho đặng? Nghĩ rồi dây lại với nói với Đông Sơ rằng, đây tôi xin tỏ thiệt cùng quan nhân, người tôi sẽ cưới ngày mai này, danh tánh quê hương và căn do sự tích đều in như người trong thơ đó vậy, và tôi quả quyết là một người chẳng sai. Nay gặp quan nhân đến đây, thật là người cũ duyên xưa, đã đặng trùng phùng hội diện, vậy thì tôi xin tỏ thiệt cùng quan nhân, tôi nay quyết ý từ hôn và đưa người ấy lại cho quan nhân cho trọn niềm tình nghĩa. Đông Sơ nói, nếu Túc Hạ nói vậy, ra ly tôi cố ý đến đây đã phá hoại nhân duyên và đoạt tranh người hôn phối của Túc Hạ đó sao? Nếu như nàng ấy quả thiệt Bạch Thu Hà, mà người đã bằng lòng gả việc hôn nhân cùng Túc Hạ rồi, thì sự tình nghĩa giao ước cùng tôi ngày xưa, nay đã xem dừng trôi theo dòng nước. Giả lại tôi là một đứng đường đường nam tử, và trong thiên hạ chẳng thiêu chi thục nữ thuyền quyên, lẽ đâu tôi cùng nhìn một người bội ước dông tình như vậy mà kết làm lương duyên can lệ, và tôi chẳng hề chịu đem một danh giá anh hùng này mà tranh đoạt hôn nhân là một điều rất nhục nhơ phi lý ấy đâu. Niết Lan nói, việc này tại em tôi là nhị cô ra đứng trao lời tác hiệp buộc việc hôn nhân, nhưng tôi chưa hề giáp đến mặt người, và cũng chẳng rõ là người ân tích của quan nhân khi trước. Nay quan nhân đã gọi rằng chẳng chịu đem một danh giá anh hùng mà làm điều đoạt hôn phi nghĩa, thì tôi lẽ đâu vì một người hồng nhan nhi nữ mà làm cho mít ơn tri ngộ cùng quan nhân và làm cho bại hoại một danh gia trượng phu chi khi của tôi nữa sao? Nếu thật rằng quan nhân chẳng chịu nhìn người ấy làm lương duyên mà cho là kẻ bội ước dâm tình, thì tôi đây xin tỏ một lời khẳng khái rằng tôi đã nhất định hai điều. Một là tôi quyết ý từ hôn, hai là tôi sẽ cho người đưa nàng về quê hương xứ sở.
nhưng trước khi đưa nàng ra khỏi sơn động, tôi xin quan nhân chịu phiền đi cùng tôi ra tại thạch đình cho giáp mặt đôi đàn và gán hỏi cho minh bạch sự tình, đặng ngày sau khỏi mang một mối sầu nghi phiền trách nơi dạ. Nói rồi bước lại năm cổ tay Đông Sơn, hai người dắt nhau ra đi một lượt. Hồi thứ 20, khi ra gần đến thạch đình, bỗng thấy một người trong hang đá nhảy ra, tay cầm một cây đoản đao sóc tới. Đông Sơn liền rút gươm nhảy lại muốn đâm tên kia. Kẻ Nhất Lang la lên một tiếng biểu tránh, thì tên ấy liền tránh ra một bên. Rồi Nhất Lang dai lại cười và nói với Đông Sơn rằng: đó là tên bộ hạ của tôi ở đây đặng canh giữ cái thạch đình này. Trong lúc đêm khuya thấy quan nhân cùng tôi, ngỡ là bọn tế tác gian nhân nên nhảy ra mà ngăn cản. Đông Sơn nghe rồi đút gươm vào vỏ và lấy tay vỗ vai Nhất Lang và nói: thật tôi kha khen cho Túc Hạ là người tri dõng song toàn. Tôi xem trong sơn động này chỗ nào cũng đều có bố trí người quan phòng nghiêm nhặt cả phải. Đó rồi đi với Nhất Lang thẳng tới thạch đình, thấy cửa đóng then gài, còn ba bề thì sóng bủa ào ào. Xem lại thì thạch đình ở trên hòn núi rất cao, như một cù lao thọc ra ngoài biển vậy. Nhất Lang bèn bước lại gõ cửa và kêu, nhưng trong thạch đình lắng lặng im lìm, chẳng thấy một ai mở cửa. Nhược Lan lây làm lạ, liền xô cửa bước vô. Dưới Đông Sơn thì thấy một người gái hơ hải chạy ra. Đông Sơn ngó lại thì rõ ràng là thể nữ Xuân Đào, còn Bạch Thu Hà ở đâu chẳng thấy. Xuân Đào thấy Đông Sơn mừng quýnh, lật đật chạy vô đặng kêu Thu Hà. Vừa bước vô phía trong thì dùng la lên một tiếng bài hải. Đông Sơn và Nhất Lan lật đật chạy vô thì thấy trước mặt Xuân Đào đã tái xanh thất sắc, đứng dấn giác ngó quanh tuồn như một đứa đã mất vía điên hồn, nói chi chẳng đặng. Đồng Sơ kêu Xuân Đào và hỏi: cô mi là Thu Hà ở đâu chẳng thấy, mi hãy tỉnh lại nói nghe. Xuân Đào ngó lơ láo xung quanh rồi nói: cô tôi thì hồi nãy ở đây mà bây giờ chẳng biết cớ sao đâu mất. Đồng Sơ và Nhất Lan nghe nói thất kinh, liền bước ra kêu quân canh và hỏi: mi đêm nay có thấy tiểu thơ Bạch Thu Hà đi đâu không? Tên kia nói: hôm giờ tôi canh giữ ở đây chẳng thấy cô nương ra vào chi hết. Nhất Lan và Đông Sơn nghe nói liền trở về thạch đình, lại cửa sổ dòng coi xung quanh, chỉ thấy phía dưới thạch đình đá dựng đứng sững như vách tường và sóng biển nhào lộn lăn xăng, bỏ dòi trắng giả. Ngoài lại cửa sổ thì thấy trên ngạch còn để một đôi nữ hài của Thu Hà đó thôi, chứ chẳng thấy chi nữa. Hai người đương đứng sững ngó nhau, bỗng nghe Thu Hà la lên rằng: cái gì đây, cái gì đây? Đông Sơ và Nhất Lan lật đật lại coi, thì một cây thơ để nằm trên ghế có đề ngoài bao Hoàng Nhị Cô khai kháng. Nhất Lan liền lấy thơ dở xem thì trong thơ nói như vậy: kính cùng với cô đặng rõ, từ khi tôi nhờ ơn với cô cứu mạng đem về để ở thạch đình, và với cô lấy sự tình nghĩa chị em mà đãi tôi như đồng bào cốt nhục, và nhiều phen khuyên bảo muốn cho tôi gán nghĩa cùng Nhất Lan, nên kim lời thân thiết mà buộc ràng, nếu nghịch ý thì e sanh điều xích mít. Tôi nghĩ cho phận tôi là kẻ cô thân phiêu bạc, lại mang ơn tri ngộ nặng nề, vì vậy tôi chẳng biết tính sao, nên phải chịu lòng mà chịu đỡ. Chẳng về ngày nay hôn kỳ sắp tới, nên tôi xin tỏ thề cùng cô nương, tôi đã đem việc trăm năm dương phận mà hứa trước cùng Đông Sơ là người tôi đã có thề ước nặng lời, giấu như thế nào cũng chẳng dám dời lòng đổ dạ. Vậy nay tôi chỉ còn một thế là tôi nhất nguyện mượn chung biển sâu vực thẳm này mà gửi thân lưu lạc cho rồi, thà cam một thác với tình, đặng chờ kiếp khác luân hồi tôi sẽ đền ơn cô nương tri ngộ. Bạch Thu Hà tự ký. Hai người xem thơ rồi sửng sốt ngó nhau, thì thấy một vẻ u sầu dào dào tràn ra trên nét mặt. Kẻ thì thương người tình xưa nghĩa cũ, xiết bao ruột heo gan xào, kẻ thì trộm trách thầm than bởi em mình ép buộc nhân duyên làm cho người phải trầm thân tự tử. Đó rồi Nhất Lan dây lại nói với Đông Sơ rằng: việc này bởi em tôi muốn ràng buộc một giây túc đế, đặng cho chị em khăng khít thân tình, ấy là muốn tính khéo tính khôn, chẳng già đổ dồn lấy dũng, nay rủi thai diệt ra nông nổi, làm cho quan nhân mất một người nghĩa trọng tình thâm, và làm cho tôi phải mang một tiếng đoạt lý cưỡng hôn rất nhục nhơ cho danh giá. Nói tới đây, kế theo Hoàng Nhị Cô ngoài cửa sơn sao bước vô, bộ coi hơ hải.
Nhưng làng thấy thì nổi giận, trợn mắt lườm lườm, rồi kêu nhị cô và nói: "Nhị cô, ai biểu mày thài lai đem lời mai mối mà ép uột nhân duyên, làm cho Thu Hà ngày nay phải liều mình mà tự tử như vậy, thì mi liệu làm sao?" Nói rồi lấy thơ quăng ngay trước mặt nhị cô và mặt đỏ phừng phừng sắc giận. Nhị cô lấy thơ xem rồi dai lại trả lời cách tinh tế sắc quạch rằng: "Thưa quan nhân và anh, việc này bởi tôi thấy người hiền lương dung hạnh và ngỡ là chưa nói gá nghĩa tình duyên, nên bay lâu đêm lòng trộm dấu thầm yêu, ý muốn buộc một mối dây tình thân nghĩa thiết. Vì vậy tôi mới đem lời ràng buộc và khuyên người gá nghĩa tấn tần, trước là tình chị em sống tối đặng gần, sau là anh tôi cũng được thành cuộc lương duyên giai ngẫu. Nếu lây theo lẽ tình ngay ly vậy mà cho rằng tôi ép duyên thì tội ấy tôi cũng đành, nhưng lấy theo công lý mà suy thì tôi đã thi ân cứu mạng trong cơn gặp gỡ giữa rừng. Đến lúc về ở thạch đình, tình em chị tôi cũng đãi giường ruột thịt. Vậy chẳng những tôi là người thành tâm thiệt ý lấy điều phương tiện giúp người, mà rõ ràng tôi thiệt là người ơn muốn đây đó một nhà xung hiệp. Nếu nói rằng tại tôi ràng buộc là bởi Thu Hà chẳng chịu tỏ thiệt tình duyên, nên tôi chẳng rõ căn nguyên mới mượn thế này qua ép liễu. Chỉ như việc Thu Hà liều thân tự tử là tại nơi người muốn cho trọn nghĩa với tình, nên chẳng chịu tâm sự tỏ bài mà dối giả tự tầm đoán kiến. Chứ chi nàng bài ngay việc trước thì lẽ đâu tôi còn dám ép buộc tình sao? Tôi nghĩ cho cũng phận thơ đào, ép thì ép mở, chứ nỡ nào ép duyên. Nay chẳng may mà xảy ra cơ hội, người đã mất rồi, dầu hẹp suy mà đổ lỗi cho tôi thì cũng chẳng ít gì đến việc." Nhị cô nói rồi đứng liếc mắt ngó Đông Sơ, dường như có ý chờ của Đông Sơ liệu định lẽ nào cho biết. Còn Đông Sơ thì thấy một gái hồng nhan yểu điệu, nết năng ăn nói dịu dàng, đứng một bên mình mà thỏ thẻ những tiếng khéo lời khôn, giọng nói như đờn khải to nhỏ bên tai, nghe rất thanh bay tao nhã, làm cho một đương trưởng phu khẳng khái đương gặp một cảnh ngộ rất nên thê thảm như vậy, thế thì cũng là đau lòng từ biệt sanh ly, nửa thương tình cũ nửa gì giọng khôn. Đồng Sơ khi nghe bấy nhiêu lời rồi thì chẳng biết tính sao, đứng đó mà ngơ ngẩn tâm thần, rồi cũng phải lần lần hồn tiêu khí giảm. Kể đôi giây lại nói với nhị cô rằng: "Việc này cũng bởi tại tôi du duyên bạc phước mới khiến cho chẳng đặng gặp gỡ vợ hiền, ấy cũng vì nơi mạng dẫn đảo điên, chứ cô nương có can chi phòng ngại." Nói rồi thấy trời vừa rửng sáng, Đông Sơ liền từ giá Nhất Lan và Nhĩ Cô, rồi dắt tên Bộ Hạ và Xuân Đào trở về lữ quán. Hoàng Nhĩ Cô thấy Đông Sơ thật một người phong tu tướng vật, tướng mạo đường hoàng thì đứng sững và ghé mắt ngó theo, rồi cũng ao ước mà thầm thương trộm mến.